Những bài thuốc hiệu quả từ lá tre. Tre xanh xanh tựa bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Ngay từ xa xưa, cây tre luôn là người bạn thân thiết của dân. Ngay từ xa xưa, cây tre luôn là người bạn thân thiết của dân Việt với nhiều tác dụng như làm nhà, hạt đánh giặc ngoại xâm. Hiển nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua hiệu quả chữa bệnh cao từ cây tre. Theo các bài thuốc dân gian xưa và cả trong các sách đông y lâu đời, bộ phận được dùng làm vị thuốc quý chính là lá tre với tên gọi chuyên môn là trúc diệp. Đặc biệt, vai trò chữa bệnh của tre đã được ghi lại rất sớm trong sách Danh Y Biệt Lục, có niên đại cách nay gần 2.000 năm. Đặc điểm nổi bật của lá tre: chứa cholorhodrin và choline, vị ngọt nhạt, tính lạnh và hơi cay, có tác dụng thanh nhiệt, trị cảm, giải độc, chữa được nhiều bệnh như sởi, ho, xuyễn, nấc, co giật, thủy đậu, viêm, viêm bàng quang, viêm màng phổi, viêm ra máu, sốt nóng do xuất huyết, vân vân. Lá tre có tác dụng chữa bệnh vô cùng hiệu quả. 1. Lá tre trị mụn nhọt, chữa viêm tấy, mưng mủ và sốt nóng trong dịch sốt huyết. Liều lượng: 6g đến 10g lá khô, hoặc 30g đến 60g lá tươi. Cách dùng: sắc nước lá tre dưới dạng nấu, sắc, hãm. 2. Lá tre chữa cảm sốt, miệng khô khát. Liều lượng: 30g lá tre, 12g thạch cao, 8g mạch môn, 7g gạo tẻ, 4g bán hạ, 2g nhân sâm, 2g cam thảo. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc tre một ngày. 3. Lá tre chữa cảm cúm, sốt cao. Liều lượng: 16g lá tre, 16g kim ngân hoa, 12g cam thảo đất, 8g kinh giới, 8g bạc hà. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. 4. Lá tre trị co giật trẻ em. Liều lượng: 16g lá tre, 12g sinh địa, 12g mạch môn, 12g cao đằng, 12g lá vong, 10g chi tử, 8g cương tầm, 8g bạc hà. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. 5. Lá tre dùng điều trị trong thời kỳ đang mọc sởi. Liều lượng: 12g lá tre, 16g xài đất, 16g kim ngân hoa, 12g mạch môn, 12g sa sâm, 12g cắt cân, 12g cam thảo đất. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. 6. Lá tre trị hết thị đậu. Liều lượng: 8g lá tre, 8g liên kiều, 4g cắt cánh, 4g đạm đậu xị, 3g bạc hà, 3g chi tử, 3g cam thảo, 2 củ hành tâm. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. 7. Lá tre chữa trị ho xỉn, trúng phong cấm khẩu. Liều lượng: lấy gừng sống đem giã và vắt lấy nước cốt vừa đủ một chén, rồi hòa với một chén nước cốt trúc diệp. Cách dùng: cho bệnh nhân uống dần. 8. Lá tre đánh bay cơn nấc. Liều lượng: 20g lá tre, 20g tinh tre, 20g gạo tẻ đã rang vàng, 30g thạch cao đã nướng đỏ, 8g bán hạ, 16g mạch môn đã bỏ lõi, 10g tai quả hồng, 800ml nước. Cách dùng: sắc xuống còn 300ml, 1 thang thuốc chia thành 2 lần uống trên ngày. 9. Lá tre chữa viêm bàng quang cấp tính. Liều lượng: 16g lá tre, 12g sinh địa, 12g mộc thông, 12g hoàng cầm, 6g cam thảo, 6g đằng tam thảo. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. 10. Lá tre trị chứng miệng lưỡi lở loét. Liều lượng: 20g búp tre, 10g sinh địa, 10g mộc thông, 8g cam thảo. Cách dùng: sắc uống thay nước trong ngày. 11. Lá tre điều trị tiểu ra máu. Liều lượng: 20g lá tre, 20g mạch môn, 20g mã đề, 20g rễ cỏ tranh, 20g thả lại tía, 20g rau bắp, ngô, 700ml nước. Cách dùng: sắc xuống còn 300ml,
một thang thuốc chia thành hai lần uống trong ngày. 12. Lá tre điều trị bệnh viêm màng phổi có dịch tràng. Liều lượng 20g lá tre, 20g thạch cao, 12g cỏ rễ dâu, 12g hạt rau đay, 12g hạt bìm bìm, 12g rễ cỏ tranh, 12g thổ phục linh, 12g bông mã đề, 600ml nước. Cách dùng: xắt xuống còn 200ml, uống hết một lần trước khi dùng bữa trưa khoảng 30 phút. Sau đó thêm nước vào và xắt lần thứ hai để uống trước bữa cơm chiều. Một số bài thuốc khác: nếu bị đau họng, bạn có thể lấy lá tre non 8g, lá dưa chuột 8g, giã nát, ngâm vào nước một lúc, lọc lấy nước trong mà ngậm uống. Xong lá tre giải cảm. Lá tre, lá cúc tần, lá bưởi, lá xả, mỗi thứ một nắm, cho vào nồi nước đang sôi, chờ cho sôi lại, đem ra xong cho ra mồ hôi, lau khô người, nằm nghỉ nơi kín gió. Nếu lá được rửa sạch, sẽ uống được cả nước. Uống khi còn nóng thì càng chống khỏi. Dùng cho người cảm lạnh, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi. Nếu cảm nắng, da nóng, ra mồ hôi nhiều, khát nước, lấy lá tre 20g, hương nhu tía 15g, rau má tươi 15g, cỏ nhỏ nồi tươi 15g, lá sắn dây tươi 10g, sắc uống. Chảy máu chân răng, tạng nhiệt. Lá tre sắc đặc, ngậm trong miệng cho ngấm vào chân răng, kèm theo uống thuốc. Lá tre 20g, cỏ nhỏ nồi 15g, bạc hà 10g, sắc uống. Chốc lửa. Tre non tươi, giã miệng, đắp vào nơi tổn thương. Trước khi đắp, rửa sạch nơi tổn thương bằng nước bèo cái hoặc lá trầu không sắc đặc, cho hết máu mủ. Uống rượu bị nhức đầu. Lấy tinh tre, lớp trắng mềm ngay dưới lớp da xanh cứng ở ngoài. 80g tươi hạt khô, tẩm gừng sao, sắc với 300ml nước, bỏ bã, đập 3 quả trứng gà vào nấu chín, ăn trứng và uống nước. Cơ thể suy nhược sau ốm dậy. Lá tre bánh tẻ 20g với trẻ em, hạt 60g với người lớn. Sắc uống ngày 3 lần, sáng, trưa, tối. Bị vấp ngã, vết thương sưng tím. Lá tre tươi 100g, sắc đặc, pha thêm một chén rượu, uống hàng ngày cho đến khi khỏi. Phụ nữ có thai không được uống. Khi toàn thân đau nhất thì nấu nước lá tre xong tắm và uống nước sắc nói trên. Đau dạ dày, nôn mửa nước chua, ở hơi nóng. Tinh tre, sao gừng khô thơm 30g đến 50g, sắc uống ngày 2-3 lần, uống nhiều lần trong ngày. Phụ nữ hành kinh kéo dài, tinh tre 120g, sao giòn, tán thành bột miệng, mỗi lần uống 12g với nước chín, ngày 2 lần. Trẻ em nôn mửa, tiêu chảy. Tinh tre gừng sống, hắc hương mỗi thứ 4g, sắc lấy nước uống khi còn ấm. Ho có đờm, tinh tre sao thơm 30-50g, có thể cô đặc với mật ong. Trẻ em dùng liều bằng 1/2 người lớn. Trẻ em non, trớ, ho có đờm. Tre non tươi 15g, gừng tươi 5g, nướng, giã nát, cho 10ml nước chín, trộn đều, vắt lấy nước cho uống nhiều lần trong ngày. Trẻ em sốt về đêm, nói nhảm, nước vòi mang tre non hòa với ít nước gừng, uống ngày 2 lần, mỗi lần 1/2 chén, con thì yên. Xa tử cung. Rễ tre rửa sạch, chặt đoạn ngắn, 500g, sắc đặc, lọc lấy nước, bỏ bã, ngâm rửa khi nước còn ấm. Chú ý, theo kinh nghiệm dân gian, nên chọn loại tre gai, cây nhỏ, mắt to, có rãnh dọc giữa các đót. Lá tre dùng khi còn cuộn tròn chưa mở ra, tươi hay khô nhưng dùng tươi tốt hơn. Tinh tre lấy ở tre vừa đủ lá, bỏ đót, cạo bỏ lớp xanh ngoài lấy tinh phơi, xanh là tốt. Qua bài thuốc này, hy vọng các bạn sẽ có thêm những kiến thức về cây thuốc ngay quanh mình. Nội dung bài viết tham khảo qua một số tài liệu về thuốc nam. Chúc bạn vui vẻ mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
rượu vang đỏ ngâm hành tây giúp ổn định huyết áp chỉ sau 5 ngày. Bệnh cao huyết áp thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng, bởi đây là căn bệnh ít có biểu hiện ra bên ngoài. Ngoài những cách chữa theo y học hiện đại, còn có những bài thuốc cổ truyền dễ áp dụng như rượu vang đỏ ngâm hành tây dưới đây. Chị Ngọc Hà cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh cao huyết áp và đau nhức do tuổi già đem lại đã lâu, áp dụng đủ các phương pháp đông y, tây y kết hợp mà chẳng ăn thua. Trước kia, mẹ chị rất năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng ở tổ dân phố, lại thoải mái đi du lịch và ăn uống ngon miệng mỗi dịp gia đình tụ tập quây quần. Nhưng gần đây, chứng kiến cân nặng của mẹ bắt đầu khó kiểm soát do ít vận động và tập thể dục vì chứng đau nhức hành hạ, chị Ngọc Hà thấy sốt ruột và lo lắng vô cùng. Thật may mắn, trong một lần đi công tác ở Hồng Kông, nhờ đối tác công ty bạn chia sẻ mẹo nhỏ, chị Ngọc Hà đã giúp mẹ đánh bay chứng huyết áp cao và bị đau nhức. Dần dần lấy lại nếp sinh hoạt như trước kia, chị Ngọc Hà đã chia sẻ bài thuốc đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm này với mọi người. Hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người một vị thuốc rất hay mà mẹ mình đã uống và thấy rất hiệu quả. Lúc trước, ngày nào mẹ cũng phải uống thuốc đau nhức, đo huyết áp hàng ngày và thường xuyên phải ra vào bệnh viện thăm khám. Nhưng giờ tình hình của bà đã được cải thiện rất nhiều. Hiện, mẹ mình chẳng cần uống thuốc nhưng luôn thấy trong người nhẹ nhõm dễ chịu. Khâu chuẩn bị nguyên liệu khá đơn giản, chọn mua hành tây, màu tím càng tốt, và một chai rượu vang đỏ, hạt rượu nho cũng được. Hai thứ này đều dễ kiếm, ngâm theo tỷ lệ 2 củ hành tây trộn với 500ml rượu vang đỏ. Do rượu vang thường được đóng chai theo quy cách 750ml trên một chai, nên mọi người chỉ cần chuẩn bị 3 củ hành tây cho mỗi chai. Mình ít bị cay mắt khi chế biến hành tây nên thường phụ giúp mẹ làm. Trước tiên rửa sạch, lột vỏ, cắt dọc củ hành 8 phần bằng nhau, rồi cho vào bình thủy tinh, đổ rượu vào, đóng kín nắp bình rượu, để chỗ thoáng mát khoảng 1 tuần. Sau đó chắc riêng rượu và hành vào 2 bình đựng khác nhau, cắt rượu vào tủ lạnh. Lưu ý mọi người, khi ngâm rượu, hoàn toàn có thể cho cả lớp vỏ của hành vào, hiệu quả giảm đau nhức và hạ huyết áp sẽ càng cao. Cách dùng của mẹ mình như sau: mỗi lần uống chừng 50ml, mỗi ngày uống 1-2 lần. Người cao tuổi khuyến khích nên dùng khoảng 20ml để có tác dụng tốt nhất. Mọi người nên ăn cả lát hành đã ngâm. Những ai không uống được rượu thì cho thêm vào một lượng nước tương đương với một lần sử dụng. Đun sôi 5 phút rồi mới để lạnh và uống. Đối với người thích ngọt, có thể pha thêm vào nước rượu chút mật ong. Theo tài liệu mình và mẹ tham khảo được, thì hành tây, đặc biệt là hành tím, có tác dụng giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên, và rượu vang đỏ ngâm hành tây là bài thuốc đa năng rất hữu hiệu. Ở Nhật Bản, người ta dùng loại rượu ngâm này chữa bệnh cao huyết áp, giảm lượng đường trong máu, cải thiện tật viễn thị ở người cao tuổi, chữa chứng tiểu đêm, khó ngủ, mắt mờ và mệt mỏi, chữa bệnh nước tiểu đục, trướng bụng do bí đại tiện. Mình đã quảng cáo bài thuốc rẻ tiền này cho bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người dùng loại rượu trên cho biết, sau 3-5 ngày thấy kết quả ngay, da càng hồng, ngủ ngon, chân tay linh hoạt hơn. Chúc mọi người cũng tìm lại được niềm vui và hạnh phúc tuổi già đơn giản như mẹ mình. Không nên vứt bỏ hành tây quá nhiều khi chế biến. Hành tây tím ngoài công dụng ổn định huyết áp, còn giúp ngừa thiếu máu, giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm sốt, làm loãng máu, đánh tan các cục máu đông và lọc máu ra khỏi các chất béo không lành mạnh. Khoa học hiện đại đã chỉ ra rằng chất flavonoid chống oxy hóa có nhiều ở những lớp vỏ ngoài của hành tây. Nếu lọt hai lớp vỏ đầu tiên của hành tây thì ta đã loại bỏ 75% chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên. Vì vậy, thật sai lầm khi lọt vỏ quá nhiều các lớp vỏ này. Các chuyên gia cũng khuyên rằng mỗi người nên ăn ít nhất 3 củ hành tây tím trên một tuần, có thể ngăn ngừa ung thư. Để tốt cho sức khỏe, cần có hành trong chế độ ăn uống, ít nhất là 1 củ hành tây tím mỗi tuần.
uống 1 ly rượu vang mỗi ngày nếu muốn giảm huyết áp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một người được xác định là mắc bệnh huyết áp cao khi chỉ số huyết áp tối đa trên 140 và huyết áp tối thiểu trên 90. Nhưng vài năm trở lại đây, số lượng người mắc bệnh tăng huyết áp đang có chiều hướng gia tăng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nữ giới uống đều đặn một cốc rượu vang mỗi ngày sẽ giúp huyết áp giảm từ 2mmHg với phát mạnh. Nếu uống 2 cốc rượu vang đỏ không cồn mỗi ngày trong 1 tháng sẽ giúp giảm huyết áp đáng kể. Với những người trên 50 tuổi, ngay cả khi bị cao huyết áp, họ vẫn nằm trong diện được uống 1 cốc rượu vang đỏ mỗi ngày. Bởi các chất phytochemica trong rượu vang làm tăng cholesterol tốt trong cơ thể. Thêm vào đó, thành phần chất chống oxy hóa giúp bảo vệ niêm mạc của động mạch vành. Vì thế, uống rượu điều độ từ 1 đến 2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng rằng bị cao huyết áp là không vận động thường xuyên. Thực ra, vận động với cường độ vừa phải sẽ giúp điều hòa huyết áp, tăng cường nhịp tim và hô hấp. Yoga và thiền cũng là hai phương pháp có hiệu quả ngăn ngừa bệnh cao huyết áp hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai mắc chứng tóc bạc sớm thì đọc ngay bài viết này. Bạn sẽ mừng rơi nước mắt vì tóc đen và xương mượt trở lại đấy. Những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng biến thành đen nhánh sau khi bạn đọc xong bài viết này nhé. Vì nhiều lý do khác nhau mà có người tóc bạc xuất hiện sớm hoặc quá nhanh so với tuổi thực của mình, khiến họ không khỏi buồn phiền và lo lắng. Dù họ đã sử dụng nhiều cách như uống thuốc, ăn uống để cải thiện tình trạng này nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý. Nhưng bạn đừng quá lo, bạn chỉ cần chạy ngay ra chợ mua khế chua rồi về làm theo cách dưới đây thì các sợi tóc bạc sẽ sớm đen nhánh trở lại. Bởi trong khế chua có rất nhiều vitamin C kích thích tóc mọc nhanh. Không những vậy, còn biến các sợi tóc bạc đen trở lại. Chính vì thế, đây là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những người muốn trị tóc bạc sớm đó. Nguyên liệu cần có 3-5 quả khế chua. Lượng khế này phù hợp với độ dài và dày của mái tóc bạc. 150ml nước dừa tươi tương đương bằng một cốc nước lọc bình thường, một thìa canh mật ong, máy xay sinh tố, rây lọc, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu: khế mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì tắt máy. Lấy rây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép khế nguyên chất vào bát. Cách làm: cho hàm lượng nước dừa tươi cùng mật ong đã được chuẩn bị vào bát, chứa nước ép khế rồi dùng thìa khuấy đều. Để các loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp nước đồng nhất là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng: bước 1. Làm ướt tóc và da đầu trong vòng 1 phút bằng nước ấm. Bạn nên dùng tay vò qua tóc để làm sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn trên các sợi tóc. Đồng thời để các nang tóc giãn nở, hỗ trợ các dưỡng chất phát huy tác dụng một cách hiệu quả hơn. Bước 2. Sau đó, thoa đều hỗn hợp nước ép khế, nước dừa, mật ong lên toàn bộ mái tóc, sao cho tóc và da đầu được làm ướt hoàn toàn trong hỗn hợp này. Bước 3. Rồi bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Đến khi thấy phần bột trắng nổi lên thì dừng lại và lấy một chiếc khăn quấn gọn tóc lại ủ trong vòng 15 phút. Bước 4. Sau khoảng thời gian đó, mái tóc sẽ khô đi một phần nào đó. Bạn hãy bỏ khăn ra rồi gội sạch tóc và da đầu bằng dầu gội, dầu xả. Bước 5. Cuối cùng, lau tóc bằng khăn và để khô tự nhiên là xong. Để đạt hiệu quả trị tóc bạc một cách tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháp này 2-3 lần trên một tuần. Sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ chẳng bao giờ còn lo tóc rụng
hay những sợi tóc bạc sớm sẽ nhanh đen nhánh trở lại. Hơn nữa, hỗn hợp này còn giúp tóc bạn trở nên bóng khỏe, ngăn chặn tình trạng sơ rối hay chẻ ngọn nữa đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu, mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số loại thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sắp chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu, lại là cháu đích con của cả nhà, nên chồng em phải cắt con rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bừ, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này, ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bứt, cho lên vắt dây thun và chơi chọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này xắt nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ màng trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trọng thuốc tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ màng trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đều qua quê và không quên gói cho em một bịch cỏ màng trầu, dặn dò. Con đẻ xong, nấu nước cỏ màng trầu uống thì dịch sản sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hàng ngày để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lỡ. Da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, bé mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, Tiku không bị vàng da, nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi đợt rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ màng trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ màng trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn.
Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ, lấy cỏ cây gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g, lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường, nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ mần trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước, còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống ngày. Tất cả đem rửa sạch. An thai, 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và xắt lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày xắt 50g cỏ mần trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sa tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ mần trầu. Để chăm các con, trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi, lấy khoảng 120g cỏ mần trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g xắt với 400ml nước, còn 100ml và chia uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da, lấy 60g cỏ mần trầu xắt lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ cán được, một loại cây gió, khoảng 30g để xắt nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật, lấy 120g cỏ mần trầu xắt với 500ml nước, còn lại 300ml, sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt, lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ mần trầu và cỏ chanh để xắt lấy nước cho bé uống. Phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm, mỗi ngày xắt khoảng 30g cỏ mần trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm, lấy 20g cỏ mần trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ, đem rửa sạch và xắt cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lở, mẩn ngứa, lấy 50g mần trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da, trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan, lấy 50g cỏ mần trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, xắt lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân, bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân, lấy cỏ mần trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân, sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em, các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trái cây rẻ tiền trong vườn Việt được đông y coi là quả sát thủ tiêu diệt tế bào ung thư. Đây là một loại quả có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư nhờ một thành phần dinh dưỡng đặc biệt. Rất tiếc, nhiều người chưa biết để cho vào thực đơn phòng ung thư của gia đình mình. Ớt chuông xanh được xem là sát thủ tiêu diệt tế bào ung thư. Ớt xanh hay còn gọi là ớt chuông xanh, ớt ngọt và nhiều tên gọi khác ở các vùng miền khác nhau. Theo đông y, đây là trái cây thực phẩm có lượng vitamin C gấp 7-15 lần so với cà chua và các loại cây có trái siêu vitamin C đứng đầu tiên trong nhóm rau củ quả xanh.
Hương vị độc đáo của ớt chuông kích thích sự bài tiết nước bọt. Hạt ớt chứa các chất dinh dưỡng có thể làm tăng sự thèm ăn, giúp tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Do đó, ớt xanh trở thành một món ăn rất đáng được chế biến, phổ biến trên bàn ăn của mỗi gia đình. Thịt quả ớt xanh rất dày và giòn và hàm lượng vitamin C phong phú như vậy, trong khi hàm lượng nước là khoảng 93,9%, carbohydrate khoảng 3,8% và quả ớt chuông chín đỏ chứa lượng vitamin C lên đến 460mg. Món ớt chuông có thể được chế biến thành các món ăn đa dạng như trộn với thức ăn lạnh, chiên, xào, nấu chín, nhồi, ngâm chua và chế biến để làm thành món kẹo trái cây. Đây cũng là loại quả được đông y coi là sát thủ tiêu diệt tế bào ung thư nhờ một chất dinh dưỡng đặc biệt trong đó. Công dụng nổi bật của ớt xanh. 1. Phòng chống ung thư. Trong quả ớt chuông có chứa thành phần hoạt chất capsaicin được xem như là một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa sự chuyển hóa của các tế bào, qua đó chấm dứt quá trình tế bào phân chia và chuyển hóa trong quá trình ung thư phát triển ở các mô, giảm tỷ lệ phát triển của các tế bào ung thư. 2. Hạ sốt, giảm đau. Theo đông y, ớt chuông có vị cay và nóng ấm, có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống bằng cách đổ mồ hôi, đồng thời có thể làm giảm đau cơ bắp và do đó có tác dụng chống viêm, giải nhiệt mạnh mẽ. 3. Tăng sự thèm ăn, kích thích tiêu hóa. Trong các thành phần của ớt chuông chứa một lượng lớn vị cay nồng và hương vị đặc trưng của ớt có thể kích thích sự bài tiết của nước bột và dịch vị, làm tăng sự thèm ăn, thúc đẩy nhu động ruột, giúp tiêu hóa thuận lợi và hiệu quả hơn. 4. Giảm béo, giảm mỡ máu. Chúng ta đều biết rằng ớt chuông xanh có chứa chất capsaicin có thể thúc đẩy sự trao đổi chất béo, ngăn ngừa tích tụ mỡ trong cơ thể, rất có lợi cho những người muốn duy trì chế độ ăn, uống thuốc hạ lipid máu và phòng chống bệnh tật do cơ thể thừa chất béo gây ra. 5. Phòng ngừa và điều trị bệnh máu xấu. Ớt chuông xanh rất giàu vitamin C, vitamin K, có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu hoặc máu xấu, điều trị bổ trợ chứng chảy máu nướu răng, thiếu máu, dễ vỡ mạch máu. 6. Loại bỏ lạnh và ẩm ướt. Có nhiều người thường cảm thấy rằng sau khi ăn một ít ớt xanh thì có vẻ như tim đập nhanh hơn, mạch máu trên da giãn ra. Vì vậy, y học Trung Quốc có cùng quan điểm như vậy khi cho rằng ớt chuông xanh có tác dụng ôn trung hạ khí, tản hàn, trừ ẩm. Điều đó có nghĩa là ăn ớt sẽ giúp cơ thể loại bỏ bớt sự nhiễm lạnh, dư thừa ẩm ướt trong các cơ quan cơ thể, giúp bạn có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Những lưu ý khi sử dụng ớt xanh. 1. Ớt chuông xanh rất giàu vitamin C. Khi chế biến các món ăn, bạn nên chú ý làm chủ nhiệt độ. Tốt nhất là bạn nên dùng phương pháp nấu nhanh với lửa to, thời gian chế biến không quá lâu để không làm thất thoát quá nhiều vitamin C. 2. Bệnh nhân bị các bệnh về mắt, viêm thực quản, dạ dày, viêm loét dạ dày, trĩ thì nên hạn chế hoặc không ăn món này. Ngoài ra, bệnh nhân bị bệnh bốc lửa, hoặc tăng huyết áp, bệnh lao cũng không nên ăn. 3. Bệnh nhân bị viêm thận không nên ăn ớt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.